mình rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin Sun City Team vào lúc 19 giờ hàng ngày. Sát cả Sơn Tùng vừa trình làng quả tóc undercut lạ mắt, làm dân tình bấn loạn qua nay. Và lần này, dân mạng đều không ngớt lời khen bởi độ đẹp trai của Sơn Tùng mà không hề bắt lỗi hay chỉ ra mái tóc này giống ai đó như mọi khi nữa. Nếu có danh hiệu sao nam nào chăm chỉ thay đổi kiểu tóc mới nhất, có lẽ không ai khác ngoài Sơn Tùng MTB. Anh chàng này đã thay đổi nhiều kiểu tóc với nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, Sơn Tùng vẫn đẹp trai, phong độ nhất với những kiểu tóc undercut dở quen mà lạ, cực cá tính và cool ngầu. Và sau đây là 30 giây dành cho quảng cáo. Sơn Tùng lạnh lùng và sang trọng với undercut nguyên bản, bồng bềnh quyến rũ với undercut pompadour màu cam nổi bật, hay phong trần với asymmetrical undercut. Khách khách kiểu nào thì Sơn Tùng cũng đẹp, vì Sơn Tùng đã đẹp sẵn rồi mấy chế ơi. Câu chuyện tình cảm của Lâm Vinh Hải vẫn luôn là chủ đề nóng nhất được người hâm mộ đặc biệt quan tâm trong những ngày qua. Mới đây, vụ lùm xùm này bất ngờ có thêm tình tiết mới khi vợ cũ của Lâm Vinh Hải bị tố là ngoại tình trước khi ly hôn. Nguồn tin này khẳng định vợ cũ của chàng vũ công không hề tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ. Cụ thể, một người bạn trong giới dancer chơi thân với Lâm Vinh Hải bất ngờ lên trang cá nhân cho biết Lý Phương Châu đã hẹn hò cùng bạn của chồng trước khi nam vũ công bị tố phản bội vợ, theo đuổi Linh Chi. Đồng thời, cô nàng còn tố Lý Phương Châu ham tiền, nhận show diễn kính lịch đến nỗi Lâm Vinh Hải bị thoát vị đĩa đệm để bây giờ không thể nhảy trên sân khấu. Ngay lập tức, dòng trạng thái nhận được sự quan tâm và phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Đa phần mọi người đều cho rằng không phải người trong cuộc nên trước giờ đã có cái nhìn phiến diện và nhận định chưa đúng về nam vũ công. Người người còn lại truy tính danh tính của người đàn ông mà nữ dancer kia nhắc đến chính là Hiền Sến. Cô nàng còn công khai những tin nhắn riêng tư cho đến lá thư tay của hai người, rồi kể rằng Lý Phương Châu đã có ngoại tình từ năm 2015. Họ lên Sapa và ở cùng một homestay. Một lần khác, còn bắt gặp Hiền Sến chở Phương Châu trên chính chiếc xe của anh Hải. Phương Châu ngồi sau, ôm chặt tình tứ. Đáng nói, cuộc tình tay ba đầy ngang trái này còn khó hiểu ở chỗ Hiền Sến lại là bạn và từng khóa môi nồng cháy tại buổi ra mắt phim cùng với Lâm Vinh Hải. Nhiều người cho rằng có thể vì Phương Châu mà Hiền Sến không còn 3D và bất chấp ngoảnh mặt với Lâm Vinh Hải. Thật hư câu chuyện như thế nào thì mọi người vẫn đang sôi sục tìm câu trả lời, và người người còn lại tìm dép ngồi hóng drama 1800 tập của cặp đôi này sẽ đi về đâu. Ngay sau phát ngôn, việc kết hợp với Kim Lý chỉ là chiêu trò tạo sức hút cho sản phẩm, thì cách đây ít giờ, hình ảnh Hồ Ngọc Hà thích thú chơi đùa với nam diễn viên Kim Lý tại Côn Đảo bất ngờ bị rò rỉ. Hồ Ngọc Hà thể hiện thái độ phấn chấn và tỉnh bơ trước tin đồn tình ái đang dậy sóng dư luận. Cô mặc bộ đồ hai mảnh màu tro hoa hồng gợi cảm, khoe làn da trắng sứ và vóc dáng gợi cảm trứ danh. Hà Hồ chú thích, nạp năng lượng và bình yên một chút để viết nên những chia sẻ hay cho Love Songs. Ngay sau đó, Kim Lý cũng đăng tải hình ảnh anh cổng Hà Hồ đầy tình cảm rồi nhanh chóng xóa đi. Hóa ra chuyến đi chơi không chỉ có mẹ con Hà Hồ mà còn có cả người tình tin đồn của cô. Trong hình, Hồ Ngọc Hà rất vui vẻ được bạn trai cổng và cả hai vô cùng đẹp đôi. Điều này khiến công chúng vô cùng hoang mang trước sự trái ngược trong lời nói và hành động của chính người trong cuộc. Theo thông tin mới đây, kể từ sau khi ly hôn, Angelina Jolie gần như cấm cản các con không được gặp bố Brad Pitt thoải mái như trước. Shiloh đã phải lén lút gọi điện cho bố lúc nửa đêm vì nhớ bố. Cô bé nhớ những lúc Brad Pitt đọc truyện lúc đêm khuya cho cô. Và điều đáng nói, từ ngày Angelina giành được quyền nuôi con, Brad càng hiếm khi gặp được bọn trẻ. Vừa qua, anh cũng không có cơ hội được ở bên các con nhân dịp ngày của cha. Cụ thể, nữ minh tinh 42 tuổi đã đưa các con rời khỏi Los Angeles để đi du lịch xa. Hiện tại, Shiloh đã được 11 tuổi. Shiloh cũng có nét giống Brad Pitt, cô bé khá nhạy cảm. Đúng là chẳng có gì có thể chia cách được tình cảm bố con. Hy vọng mẹ Jolie sẽ thấu hiểu, đừng để lẫn cảm xúc cá nhân của mình khi chia cắt các con, để hai bố con có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sun City, và hãy tiếp tục ủng hộ chúng mình bằng cách subscribe cho SML Channel các bạn nhé.